Xin chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với các ván cờ hấp dẫn tại giải vô địch của tướng Trung Quốc năm 2020. Trong hồi trước, thì tướng trẻ của tỉnh Chất Giang là Tôn Hân Hạo sau khi một đao chiếm gục vua thứ nhất để dũng mãnh tiến bước vào vòng tứ kết. Ở vòng tiếp theo, là thăm may rủi đã đưa Đại Anh gặp một kỳ thủ cực mạnh là xuyên thuộc thiếu hiệp Trình Duy Đông, ngôi sao sáng xuất thân từ tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi chiến thắng vừa thứ nhất bị loại, thì Trịnh Duy Đông với lối chơi đồng tường thiết bích được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Vì vài cuộc đối đầu với Trịnh Duy Đông là thử thách cực đại dành cho kỳ thủ trẻ Tôn hân Hạo. Nhưng như câu nói của người xưa, từng tay hảo hán từng thân phận, mỗi bậc anh hùng mỗi tuyệt chiêu. Mỗi kỳ thủ đến với giải đấu đều ấp ủ phi đao để dành cho cuộc luận kiếm năm nay. Và dĩ nhiên, những vị anh hùng hảo hán đã vào đến tứ kết đều chứng tỏ thật lực rất hùng hậu yếu tố bất ngờ và sự khó lường luôn hiện hữu trong mỗi trận đấu. Trình Như Đông với thực lực cực mạnh được đánh giá cao hơn, nhưng Tô Văn Hạo chắc chắn không phải là kỳ thủ dễ bị bắt nạt. Và cuộc chiến giữa hai người hứa hẹn sẽ là một trận thư hùng cực kỳ khốc liệt. Theo kết quả bốc thăm thì Trình Như Đông được công cũng đỏ đi tiên và Tô Văn Hạo cầm quân xanh thu hậu. Sau đây là diễn biến của Văn cờ. Trình với ưu thế đi trước mở mang cuộc chiến bằng nước tốt 7 tấn 1, hình thành khai cột tiên nhân chỉ lộ đây là khai cục cương nhu song hành, ẩn tan, nhiều biến hóa rất lợi hại. Tôm đáp trả bằng phương án kinh điển pháo 2 bình 3 để giam vào lộ 7 của đối phương. Ở đô là ngăn chặn đã chơi 18 tấn 7. Tiếp theo là nhà nó cơ thông dụng của bố cục này. Trình chơi pháo 2 bình 5 tấn công trong lộ của địch. Tôm gia tượng nhảy lên trong lộ phòng thủ. Trình phát triển mã cánh phải, mở đường cho C1 ra trận. Tôm đối phó bằng nước C9 tấn 1, xúc động hoành C, bộ đồ chuyển C sang lộ 2 để tấn công vào cánh trái của đối phương hai bên đều là nhân viên mãnh tướng em tường trọng mạc nên đi cơ rất nhanh đến đây là một ngày rỉ quan trọng bên đỏ có hai phương án thường gặp thứ nhất là c một bình hai khống chế cả pháo dân của địch đây là phương án giúp cho bên đỏ có một cấu trúc cơ hài hòa vững chắc Trận chiến thường sẽ khổ chiến kéo dài phù hợp với các kỳ thủ mạnh về trung tàng coi trọng sự thâm sâu bền vững phương án thứ hai là pháo năm tấn bốn lập tức phá hủy cậy tốt trung tâm của địch phương án này thường dẫn đến tình huống cơ độ công sâu sát diễn biến phức tạp hơn Trần Gia Đông sau khi nhìn ngắm trận hình để quyết định lựa chọn phương án phao 5 tấn 4, lập tức nổ pháo tấn công, phát đi chiến thư để khiêu chiến. Có thể đoán định rằng sau khi giáp chiến với tiểu tướng trẻ của chức gian Trần Gia Đông với thân phận của một danh tướng lẫy lưng đã không muốn chơi cù cưa dòng dài với đối phương mà muốn ép chế địch nhân bằng đường cờ bạo táp để thử uy sức mạnh. Tôn Văn Hà biết rằng sóng gió đã bắt đầu nổi lên, anh cẩn trọng lên sĩ để phòng thủ. Đến đây thông thường mình đã sẽ chơi tiếp tường 7 tấn 5 để tránh nước cơ top 3 tấn 1 của đối phương. Tuy nhiên Trần Duy Đông với tư duy chiến thuật chơi cơ khác biệt lại quyết định nhảy mã lên trong lộ. Nước cơ lạ lẫm đi ngược với suy nghĩ thông thường, rất hiếm thấy trong các giải cơ trước đây. Bên đỏ mặt cao pháo 3 của xanh đang dương nằm bắn phá, mà đã vẫn thản nhiên nhảy lên khiêu khích, không biết trong hồ lô khai cục của Trần Duy Đông có ẩn dấu cạm bại gì. Tôm thái kỵ binh của đối phương phóng lên, không qua chiến pháo của anh ra gì, không khỏi cảm thấy nóng hết cả mặt, liền thúc binh ba lên tấn công. Cảnh trạng đối hoa thể đánh của Tôn, thuần tay cầm tốt đập tốt xanh. Dũng mạnh tiến tốt vượt xong, phế mẹ tranh chiến. Nước cơ thật bất ngờ, khiến người xem phải giật mình kinh ngạc. Hai bên mới trải qua năm nước hai cột, bên đỏ đã ngang nhiên dân mẹ cho đối phương ăn. Đại văn cơ và cột diện khói lửa ngập trời, bụi bay mù mịt. Đứng trước chiến pháp hung hăng của bên đỏ, Tôn không còn lựa chọn khác buộc phải tiếng pháo ăn mẹ của trịnh. Tuy nhiên, nước tiếng pháo này vô tình khiến cho liên kết sông pháo của bên xanh bị phá vỡ. Trên lập tức, tổ chức tấn công chấp nhóm bằng nợ cơ C1 bình 2 đi dọa nghiêm trọng vào pháo 8 của bên tôn. Lúc này, bên đỏ mặc dù thiệt mất một mã, nhưng cả pháo đầu đóng chặt. Tốt lộng bãi của đỏ hung dũng án ngự trên bờ sông, là cả thế xi cực mạnh ở cánh phải. Bên xanh mặc dù hơn một quân, nhưng lại đối diện với cục diện vô cùng nguy nan. Nếu bên xanh chống đỡ không khéo thì rất dễ, lâm vào tình trạng tất thế chiến thuật tấn công phủ đầu của Trần Duy Đông để bước đầu đạt được hiệu quả. Người xưa câu phong ba bất động thiết tâm can, ý nói kỹ hào kiệt gặp sóng gió bất ngờ vẫn không lay chuyển tấm lòng gan thép. Tôn Văn Hào gặp biến cố bất ngờ ngoài mộng đợi, vẫn không chút nào đúng, thay vì chạy pháo, anh bình tĩnh phóng ngựa lên đánh trả. Bây giờ nếu bên đỏ tiến si ăn pháo xanh thì xanh sẽ si tấn mẹ lên ăn lại pháo đỏ. Đỏ tiến si ăn tiếp mã xanh thì xanh tiến mã ăn lại tốt đỏ Bên xanh khéo kể lại một mã cho đối phương để tranh thủ thời gian tiêu trừ pháo đầu và tốt bảy của đỏ. Nhân thế lại đưa mã lên vị trí đầu tường rất đẹp. Cục diện cơ xanh lạc quan, đã thế bất lợi. Trở lại văn cơ thực chiến, Trần Như Đông chủ động phế mã để tranh giành chiến địa và Tôn Văn Hạo thừa hiểu sự nguy hiểm trong cạm bẫy của đối phương nên đã vui vẻ trả lại một quân để lấy lại thế trận. Tuy nhiên, trận đấu dễ cho Tôn đạt được ý đồ. Thay vì lái xe si ăn pháo đưa vào tình huống cân bằng quân số anh đã quyết định thoái pháo và kiên quyết với phương án thế quân của mình để giữ thế tấn công và đẩy cục diện vào tình huống vô cùng phức tạp. Đến đây để tránh mất pháo, tôm buộc phải binh si sang giữ pháo và trận chơi tiếp C2 tấn 5 phong tỏa hoàn toàn bộ ba si pháo mã bên cánh trái của bên xanh. Tôm văn hào quân đông nhưng rời rạc, cố gắng điều chỉnh lại trận hình để chiến đấu. Tôm cho tiên binh si bắt pháo đỏ, trình binh tốt sang dùng pháo bắt lại si xanh. Tôm binh si để tránh sau hai nước DC khá khéo léo, Tom dụ được tốc địch dời sang biên, đồng thời tìm được liên lạc với pháo lộ bay ở tướng trên. Trên bất răng nếu để cho Tom kịp sóc lại đội hình, liên kết được quân đội và tổ chức phòng thủ hiệu quả, thì chiến thuật phối quân của anh sẽ bị phá sản hoàn toàn. Vì đó anh bắt buộc phải tấn công liên tục, không cho đối phương thời gian nghỉ ngơi. Trên tiến xi lộ 4 lên, huy động toàn bộ quân chủ lực tham gia vào trận chiến. Tom không dám chậm trễ, liền nhảy mãi lên để chi chắn trong lộ, giảm bớt sức pháo hủy của địch và ám phục nó cơ, mã 5 tấn 6, bắt xe si và mã của đối phương. Trình Tiến Minh Ba lên dùng mã lục 3 để phong tỏa đường đi của mã địch, đồng thời mở toàn chứng địa để kỵ binh của mình tiến lên trong tương lai. Tôn giặc pháo vơ tạo căn cho xe si lộ 8, ý muốn cởi trói cho bộ ba xe si pháo mã đã bị đối phương phong tỏa. Trình Thái vậy chỉ khỉ mỉm cười rồi ung dung tiến tượng bay lên trung lộ, tránh thủ đoàn đánh úp của đối phương. Trình Duy Đông ra tay, lúc nhanh lúc chậm, dịp nhàng ưỡng chuyển. Cái trói quân lại rất độc ác, tưởng lỏng mà hóa chặt. Khi nắm được tiên cơ, anh sẽ từ từ siết chặt, phong tỏa mọi nẻo đường, khiến cho đối phương từ thế khó mà nảy sinh sai lầm. Lúc này bên đỏ đang giăng ra cạm bẫy, nếu bên xanh vội vàng bình pháo mơ đổ xe si, thì sẽ si thất thế như sau. Đỏ sẽ si tấn xe si ăn xe si xanh, xanh bình pháo ăn lại xe si đỏ thì đỏ có đoàn, xe si chín bình hai bắt pháo. Bên xanh chắc chắn mất lại một quân và ở vào thế bại. Trở lại văn cơ thực chiến, Tô Văn Hảo ăn lại được một mã, nhưng quân mã của Trần Duy Đông có tẩm độc dược, thập hương nhuyễn con tán, vô tung vô ảnh, không mùi không vị. Mới ăn thì thấy ngon miệng, nhưng ăn sau một lát mới phát hiện ra độc dược vô cùng lợi hại, khiến toàn thân bị tê liệt, trở nên vô lực yếu ớt, thế trận khó đi vô cùng. Tôi cảm thấy bí bách không chịu nổi, so với cách đánh công sát mãnh liệt thì cách trói quân này cũng khó chịu hơn bội phần, sau một hồi suy tư, tôi nghĩ ra một diệu kế liền tiến tốc bảy lên, may phục một cạm bảy. Lúc này để bên đỏ không chú ý mà chơi tốc 3 tấn 1 ăn tốc xanh thì sẽ dính phải độc thủ của bên xanh như sau. Xanh sĩ bên pháo mời đỏ đổi xe. Đã tiếng xe ăn xe xanh thì xanh sĩ bình pháo ăn lại xe đỏ. Đã bên xe bắt pháo thì xanh sĩ pháo 8 bình 7 sử dụng xong pháo để tấn công mà đỏ. Lúc này nếu đã tiếng mà 3 lên né tránh thì xanh sĩ nhẹ nhàng mà 8 tấn 9 thoát mẹ lên biên còn nếu đỏ tiếng si ăn mẻ thì xanh sẽ si nổ pháo ăn lại mà đỏ. Đã bình pháo ăn pháo xanh thì xanh tấn pháo ăn lại pháo đỏ. Trong trường hợp nào thì bên đỏ cũng bị thiệt quân và thất thế, sẽ si lâm vào thế bại. Trở lại vấn cơ thực chiến, Trần Duy Đông là một danh tướng đã trải qua trăm trận nơi xe trường, cơ trí cả thừa, kinh nghiệm cả đủ, đâu dễ mắc phải mưu lừa nhả nhoi của Tôn Hân Hạo. Thay vì tiếng tốt ăn tóc xanh, Trần đã đi một nốt cơ rất mạnh, lại xin hai si tấn một bắt mã, nước Bắc quân rất khó chịu, tiếp tục đại tôn vào thế khó. Tâm Văn Hào quân đội bị tắt nghẽn, loay hoay chưa tìm được đường thoát. Lúc này kỵ binh lại bị chiến xe của đối phương truy đuổi, nhưng không có lộ hay để đây, đành phải quay cơ hệ trống, lui mẻ về thành. Trịnh thừa thá liền trang binh qua sông. Bên đã từng bước lắng tới, tạo thế bao vây, trùng trùng điệp điệp. Tâm Văn Hào rơi vào thế bất lợi, chống đỡ càng lúc càng vất vả, anh Bình sĩ si sang lộ 4, lấy hết sức bình sinh, cố gắng vung vẩy, mở ra con đường tranh chiến. Đến đây trận chơi một nước cơ rất hay là tốt 8 bình 7. Đi dò ăn tốt xuống tấn công, tạo thành cặp tốt huynh đệ trên bờ sông vô cùng lợi hại. Tôm đã khó, giờ đây lại khó hơn bội phần. Phá lộ 3 của xanh nhìn tốt đỏ, ngang nhiên binh sang, nằm ngay miệng pháo, nhưng không làm gì được. Bởi vì nếu xanh vội vàng tiếng pháo ăn tốt, thì sẽ dính phải kế dụ địch của đối phương dẫn đến thất thế trầm trọng như sau. Trong đó bên đỏ sĩ si có nước cơ tấn công cực mạnh, là C9 si binh 7 bắt pháo. Pháo xanh không thể chạy vì đã có nước, C7 si tấn 6 ăn mã. Vì vậy xanh buộc phải tiến C si dự pháo. Đã tung nước ác, pháo 8 tấn 6 bắt C. Si. Lúc này C si xanh bị kẹt không có đường chạy. Để tránh bắt C, si, xanh buộc phải thoái C si và bắt lại pháo đỏ. Đã sẽ si nhẹ nhàng tiến C si ăn pháo xanh. Xanh binh si C ăn lại pháo đỏ. Đã tiếp tục tiến C si ăn mã, đồng thời dọa nước C7 si tấn 2 chiếu bấy. Bên San buộc phải binh pháo ăn xì si đỏ. Đỏ xì si tiếng xì si ăn lại xì si xanh, nhân tiện ép chết mẹ tám của xanh. Còn xanh thấy trận hoàn toàn tan vỡ, chắc chắn sẽ si thua cuộc. Vì vậy trong vấn đề thật chiến, Tô Mân Hào không dám tiến pháo ăn tốc đỏ. Trước môn trùng hiệu nguy, anh mở cổng thành cho xì si phá vòng vai tiến lên bắt pháo địch. Nhưng mọi chuyện dường như, như đã nằm trong dự liệu của Trình Duy Đồng. Anh không chạy pháo mà tung ra diệu thủ, điều chuyển quân cực kỳ đẳng cấp như sau. Trước tiên trình bình si sang dự pháo, đâm thơ đi dò nó cơ đâm si xuống đáy tấn công. Tôn buộc phải thói pháo về để tránh. Trình di tiếp si chín bình hai tiếp tục dùng kỹ thuật trái quân cực kỳ tinh xảo. Tôi hào nước trước thấy si đã bình sang thì mừng rỡ, tự như thoát khỏi sự kiêm tỏa của đối phương. Chẳng gì si đã tuyến sau lại hấp hiểm bình sang, rốt cuộc si pháo mã lộ 8 của xanh vẫn không cách nào thoát ra được. Tôn tiếp tục bị đối phương hành hạ và ở thế sống dở chết dở. Anh nghiến răng tiếng pháo về phía trước, chạy một mạch 8 ngàn dặm để thỏa chế bên sân mở ra không gian cho c 8 của xanh có thể tiến lên nhưng trình dây cơ rất xảo quyệt anh không buông tha lại đi một nó cơ cực kỳ ác hiểm làm mã 3 tháng 4 tiếp tục là một đòn trái quân độc địa sử dụng phá lộ 8 để khống chế c 4 của xanh, không cho nhúc nhích tô hào vừa tránh khỏi vả dưa lại gặp phải vả dưa anh muốn thoát khỏi cảnh trói quân này thì lại dính phải cảnh trói quân khác còn khó chịu hơn. Tôn Nghĩ Thầm Bị hành hạ thế này thì thà tự cung còn sướng hơn Anh tiến pháo lên ăn tốt Lưu mạng xông lên và chờ đợi đòn ca tấn của đối phương Trận liền tiến sĩ lên bắt xe si, Tiếp tục hành hạ đối thủ Xe si Sang không thể rút về vì sĩ si mất pháo 8 Vì vậy dù bị ép ra nước Nhưng tôm đành phải câm nín Âm thầm dị nhục bên si sang lộ 3 để tránh nạn Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn Một sự nhịn là chín sự lành Nên Tôn văn hào dù chịu nhiều ức ức Vẫn kiên trì chờ đợi thời cơ cái kia dù nắm được lợi thế, nhưng trên con đường hành quân vẫn còn lắm trong gai, vì đối thủ lớn mạnh luôn dăng ra cạm bẫy chờ đón. Bên đỏ càng tiến quân đi sâu vào đất địch thì càng gia tăng nguy cơ bị đối phương phản kích bất ngờ. Trên với kinh nghiệm tác chiến lão luyện, biết rằng đây là giờ phút then chốt nhất của Văn Cơ. Anh nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng tìm ra chiến thuật có sức công phá mạnh mẽ nhất. Sau một hồi suy si tư, cái quốc định đi một nước cơ cực kỳ táo bạo là sĩ si 8 binh 7, tiếp tục phá pháo để mở đường tấn công. Lúc này mã 3 của xanh đang bị bắt, nhưng bên xanh chạy mã thì pháo lộ 8 của đỏ sẽ thừa cơ hội găm xuống đáy tấn công. Vì vậy Tôm không còn lựa chọn khác, buộc phải bên si sang ăn pháo của trận. Sau khi si xanh di chuyển, thì pháo 3 của xanh không còn quân bảo vệ, nên trận không tấn si ăn mã mà thoái si về ăn pháo xanh trước và tiếp tục giữ nước si bắt mã. Tôm đã tránh mất quân buộc phải thoái mã về để tránh. Thông qua nước đổi pháo khéo léo, trận đã nhân đà bất ép mã xanh phải thoái lui đồng thời việc tiêu diệt pháo xanh ở bờ sông mang ý nghĩa chiến lược quan trọng để phá hủy chốt chặn then chốt của địch và mở ra con đường rộng rãi cho cựu binh tướng sau tiến lên đánh phá. Cần chi tiếp mã 4 tấn 2, nó coi rất hay để các đất liên lạc si pháo của đối phương. Bây giờ pháo xanh bị bắt nhưng không thể chạy pháo vì đã có nước tốt 3 binh 4, ám phục đoàn đánh hiểm hóc là mã 2 tấn 4 do đâm mẹ chữ bấy và bắt chết si xanh. Cờ xanh thấy trước nhưng không thể chống đỡ. Trở lại vẫn cơ thực chiến, đứng trước đòn liền mã quá lợi hại của đối phương Tôn văn hào không dám chạy pháo anh suy tính rất lâu rồi quyết định giặt shiva nước cơ thật nhiên như bên xanh bị bí bách mà cam tâm bảo pháo lò 8 nhưng kỳ thật đây là một cạm bẫy hiểm ác của Tôn văn hào lúc này nếu bên đỏ khinh suất tiếng si ăn pháo thì bên xanh sẽ si tung nước cờ sấm xét là si 2 bình năm phân thẳng vào pháo trung tâm của bên đỏ bên đỏ buộc phải tiến tốt ăn si xanh và xanh tiến tượng ăn lại si đỏ bên xanh thì ra một đòn là chuyển bài thành thắng Trở lại vấn cơ thật chiến, Tô Văn hà mặc dù ở thế kiếm nhưng chống đỡ rất ngon cường. Trường như Đông càng gần với chiến thắng thì càng phải cẩn trọng vì vinh quang và vật thẩm thường cách nhau chỉ trong một cái bước chân ngắn ngủi. Lúc này hai bên chiến đấu tới thời điểm một mất một còn. Bất kỳ một bên nào mắc phải sai lầm đều không còn cơ hội để sửa sai. Mặc dù pháo xanh đang nằm trong miệng si đỏ, nhưng đây là con pháo có tẩm độc cực mạnh, nên chuyện không vội ăn quân mà chơi si 7 binh 4 nó cờ cẩn trọng nhằm tránh si ra khỏi vị trí đầu tượng nguy hiểm. Tôm thái mưu cớ của mình bất thành, lúc này si đã đã về nơi an toàn. Pháo xanh rơi vào cảnh chơ vơ không còn cứu cánh. Tôm đã tránh mất quân buộc phải chạy pháo để ní nóc bắt của đối phương. Nhưng chạy đi đâu cũng chết. Trên tiếp tục tiếng si truy đuổi đưa pháo xanh vào tử địa. Bây giờ nếu xanh chạy pháo thì đã sĩ si tung đòn đánh sát thủ là si 2 binh 4, giờ nước si 4 tấn 4 chứ bấy. Binh xanh thấy đòn sát của đỏ nhưng hoàn toàn vô phương chống đỡ. Vì vậy trong vấn cờ thật chiến, Tôn Vĩ nhịn đau hy sinh phá lộ 7 để tranh thủ thoát mạ cung ra ngoài. Thì lúc này ông dung bên xe ăn phá của Tôn. Như vậy sau khi Trình Duy Đông phá mã ở giai đoạn đầu khai cục, thì trải qua hơn 20 hiệp chiến đấu, anh đã ép Tôn Văn Hạo phải trả lại một pháo, qua đó công bằng lực lượng chiến đấu với đối phương. Hơn nữa ngoài việc đọt lại quân để mất, Trình Duy Đông đã tạo ra một hình trận tấn công đầy sức mạnh, xác lập thế thắng rõ ràng cho bên đỏ kỳ thủ trị Tôn Văn Hạo thật sự đang đối diện với quá nhiều phong ba bạo táp trong ván đấu này. Đứng trước những bắn đánh mạnh khủng khiếp của đối phương, Tôn chỉ có thể lấy hết sức bình sinh ra để chống đỡ. Anh chơi C2 bình 4, điều động xe đến vị trí chiến lược, hòng chi chắn cho tướng đã bị đối phương uy hiếp. Còn nước thì còn tá, hết nước thì tắt bùng, sống thêm phút nào thì hay phút đó. Trường Như Đông biết lại thế đã định, theo hồ phô trương kỳ ngạ. Anh tiến xi lên một nước, phong tỏa hướng đi của C8 đối phương và đe dọa mã ba của địch Tôm nhiên cục cơ mà chán nản cầm tướng binh sang lộ 4 chờ đợi đòn sát thủ của Trịnh. Trịnh lúc này không vội tấn công mà nhẹ nhàng bình xi tướng sau sang vị trí thuận lợi chuẩn bị sẵn sàng binh lương khí giới cho cuộc tổng tấn công cuối cùng. Tôm Thái xi si và bắt tóc đỏ ra sức vùng vải Trịnh binh phá bắt si san nước cờ anh tạc rất khó chịu. Tôm phải binh xi si để tránh. Trịnh chơi tiếp tốt 3 binh 4. Bên đã đi cơ nhẹ nhàng từ tốn từng bước siết chặt khiến bên xanh bị ép chết từ từ mà không có đường phản. Bây giờ pháo 2 của bên đỏ đang tấn công mã 8 của địch, vì vậy Tôn bắt buộc phải nhảy mã lên biên để tránh mất quân. Trận chơi tiếp C4 B7, Bắc binh 7 bắt mã. Bên xanh hình trận bị xí nhỏ ra thành từng mảnh, cả trung lộ và hai cánh tả hữu đều bị đối phương tấn công. Trên bàn cờ lúc này, đâu đâu cũng là hùng binh của bên đỏ, cờ xí rập trời, tiếng hô dậy đất. Tôn biết cuộc chơi của mình sắp kết thúc nhưng vẫn gắn gường chống đỡ thêm vài hiệp nữa. Tôn chơi xe bóng bình 3 mới đã đổ xe. Trận chơi xe tôn vừa di chuyển, lưng bình si chiếu tướng. Thì ra nó có bắt mã trước đó của trận chỉ là kế nghi binh. Tôn bị bắt ép buộc phải vào tướng. Trận chơi tiếp pháo 2 bình 5. Nó có đầy uy lực để khống chế trong lộ. Tôn nhảy mã lên ngăn chặn mẹ đỏ chơi mẹ 2 tấn 4 và ám phục nó có nhảy mã qua sông để bắt sau địch. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn màng, Tiền nghĩa đông tôm đồng tôn đoàn đánh sát thủ, tướng năm binh 6 khóa chặt mã địch trên bờ sông. Lúc này mã xanh không thể di chuyển vì đã có nước C6 tấn 3 chữ bấy. Tôn Văn Hào bất lực nhìn cuộc cờ mà chán nản. Thấy nước mã 2 tấn 4 của đối phương nhưng không cách gì cản được thần mã của địch tiến xuống. Quả đúng là thất thế anh hùng đành ngã ngựa, thua cơ hảo hán chịu buông tay. Tôn thở dài rồi ngậm ngùi buông cờ xin thua. Ván này Tông Văn Hạo đã cố gắng hết sức nhưng đáng tiếc tu hành của anh chưa vẹn nên đành phải quay về và nhường tám ví vào bán kết cho Trình Duy Đông. Xuyên tộc thiếu hiệp trịnh Duy Đông với tật lực hung hậu đang vững bước trên hành trình chinh phục chức vô địch thứ ba trong sự nghiệp. Cùng vào bán kết với Trần Duy Đông là hai kỳ vương nổi tiếng lục mạch thần kiếm triệu hâm hâm và loạn chiến vương hồng trí. Bên cạnh đó kỳ thủ còn lại trong nhóm tứ cương lại là một cái tên rất xa lạ vương khoát một cái thủ nghiệp dư lần đầu tiên tham dự giải. Vương Khuết là ai và liệu anh có thể tạo ra bất ngờ trước tam đại kỳ vương của Trung Quốc hay không? Để trả lời câu hỏi này, xin mời các bạn cùng đón xem video tiếp theo sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.